Gia đình bà Lê Thị Sự ở xóm Tân Cương, xã Vạn Phái là một trong số 119 hộ dân bị ảnh hưởng khi thành phố Phổ Yên triển khai dự án nâng cấp đường tỉnh 274. Nhận thức rõ về lợi ích của con đường khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho gia đình cũng như người dân được thuận tiện hơn trong việc đi lại giao thương, bà Sự đã cùng gia đình đồng ý hiến hàng trăm mét đất vườn tạo điều kiện cho đơn vị thi công. Nhà nước yêu cầu hiến đến đâu thì chúng tôi bỏ ra đến đấy. Thế được làm đường đây thì tốt quá, thì nhà nước là làm đường thì nhà mình cũng rộng ra, thế rồi thì cũng được phấn khởi, thoải mái tư tưởng. Theo thiết kế, tuyến đường 274 được cải tạo, nâng cấp có chiều dài gần 1,8 km, mặt đường đổ bê tông nhựa dày 7 cm. Dọc hai bên đường được xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, trên vỉa hè bố trí trồng cây xanh, lắp đặt lại hệ thống điện chiếu sáng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà cơ bản các hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án đều nhất trí bàn giao mặt bằng, sẵn sàng tháo dỡ tường rào, chặt hạ cây cối, hoa màu để bàn giao cho đơn vị thi công xây dựng các công trình. Đến nay, đơn vị thi công đã tiến hành san lấp mặt bằng, đã triển khai một số hạng mục đầu tiên theo kế hoạch. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành trong quý 3 năm 2023. Để bà con nhân dân đồng thuận thì bước đầu thì cấp đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã thành lập các tổ vận động đến vận động các gia đình để tuyên truyền cái chủ trương chính sách của đảng, pháp luật, chính sách pháp luật của nhà nước. Thì cũng đã thành lập các đoàn do mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể đến vận động tuyên truyền bà con nhân dân, thì bước đầu đã khả quan, một số bà con nhân dân cũng đã tích cực và cùng với lại chính quyền địa phương để giải phóng mặt bằng. Với năng lực của công ty và trình độ kỹ thuật của công ty và anh em lành nghề và công nhân thì gói thầu này là 360 ngày thì đơn vị chỉ làm, nếu giao đầy đủ mặt bằng ngay thì đơn vị làm khoảng 300 ngày là sẽ hoàn thành. Thêm một trục đường mới được đầu tư không những giúp người dân đi lại thuận tiện, tạo diện mạo mới cho địa phương mà còn thúc đẩy sự phát triển toàn diện các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, đặc biệt là các dịch vụ thương mại. Hạ tầng sẽ tiếp tục được thúc đẩy giúp bà con Vạn Phái hướng tới mục tiêu đô thị hóa trong tương lai.